ghe thu mua Tiền Giang nha các bạn. Bình Định các bạn ơi, Vũng Tàu nha các bạn. Nãy giờ bơm nước xong rồi các bạn. Thank you.
có một chiếc đang chuẩn bị xuất bến đó kìa các bạn ơi. Rồi các bạn anh em cùng đón xem nha, để chạy lại coi có không biết ở đâu. Một chiếc này đậu này giờ đi nè các bạn ơi, này của Bình Định nè các bạn. Giờ này chiều rồi các bạn ơi, bởi màu nó hơi không được sáng nha các bạn, hơi tối chút xíu. Gió lắm các bạn ơi. Bye.